1. Đăng nhập. Thầy cô có thể sử dụng một trong hai cách đăng nhập sau đây. Cách 1. Đăng nhập vào hệ thống bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo địa chỉ web hiển thị trên màn hình. Bước 1. Nhập mã tài khoản. Bước 2. Nhập mật khẩu tài khoản. Sau khi nhập đúng tài khoản và mật khẩu, chọn đăng nhập để hoàn tất đăng nhập. Tại màn hình trang chủ, chọn menu Temis để hệ thống đưa tới trang thông tin Temis. Cách 2. Đăng nhập trực tiếp vào hệ thống Temis theo địa chỉ web hiển thị trên màn hình. Bước 1. Nhập mã tài khoản. Bước 2. Nhập mật khẩu tài khoản. Sau khi nhập đúng tài khoản và mật khẩu, chọn đăng nhập để hoàn tất đăng nhập. Với các tài khoản lần đầu tiên đăng nhập, thầy cô cần hoàn thiện thông tin cá nhân trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Lưu ý, các trường thông tin có dấu sao là các trường thông tin bắt buộc cần điền. Ấn hoàn thành để hoàn tất cập nhật. 2. Tổng quan. Màn hình Temis hiện ra như sau. 1. Tổng quan. 2. Tài liệu minh chứng. 3. Tự đánh giá. 4. Đánh giá đồng nghiệp. 5. Đánh giá của thủ trưởng. 6. Chọn năm học. Ở màn hình tổng quan sẽ hiển thị nhiệm vụ của tổ trưởng như sau. Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Hoàn thành phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. Tổ chức cho giáo viên trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và hoàn thành tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ. Hoàn thành phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống. Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống. 4. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống. Minh chứng là các bằng chứng, tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của các tiêu chí. Thêm mới minh chứng. 1. Chọn thêm mới minh chứng. Để tạo minh chứng, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin những trường bắt buộc có dấu sao. Mã minh chứng, hệ thống tự tạo mã. Tên minh chứng, nhập tên minh chứng tùy ý. Mô tả chi tiết minh chứng, nêu các mô tả cho minh chứng trong ô. Tệp đính kèm, hệ thống cho phép tải các định dạng PDF, Excel, Word, ảnh, kích cỡ một tệp tối đa là 25 MB. Minh chứng dùng được nhiều tiêu chí bằng cách chọn thêm, nhưng các tiêu chí không được trùng nhau. Chọn tạo mới để hoàn tất thêm mới minh chứng. 2. Chỉnh sửa, xóa minh chứng. Các minh chứng đã có trên hệ thống có thể sửa và xóa đi. Chọn biểu tượng cây bút để sửa minh chứng. Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, chọn tạo mới để lưu thông tin. Chọn biểu tượng thùng rác để xóa minh chứng. Trước khi xóa hệ thống gửi xác nhận, chọn xác nhận để xóa minh chứng. 5. Tự đánh giá. Tự đánh giá được áp dụng các chức vụ sau. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên thực hiện bản tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp. Đối với tổ trưởng gồm 15 tiêu chí. Chọn đánh giá để thực hiện việc tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Phiếu đánh giá. 1. Phiếu đánh giá hiển thị đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá. 2. Người đánh giá tự đánh giá trên các tiêu chí đã quy định theo 4 mức: chưa đạt, đạt, khá, tốt. 3. Click biểu tượng cộng để thêm tài liệu minh chứng. 4. Thực hiện nhận xét và cập nhật kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo. Lưu ý, trong phần nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng các năng lực nghề nghiệp trong năm học chỉ cho phép chọn tối đa 5 nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng. Sau khi thực hiện đánh giá đầy đủ các tiêu chí và điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong phiếu đánh giá, người đánh giá có 2 lựa chọn: lưu và chưa gửi đi. Kết quả đánh giá được lưu lại và chưa gửi tới cấp trên. Lưu và gửi đi. Kết quả đánh giá được gửi tới cán bộ quản lý cấp trên. Lưu ý, thực hiện lưu và chưa gửi đi hoặc lưu và gửi đi đều có thể sửa lại bản đánh giá
Trường hợp đã lưu và gửi đi, khi sửa đánh giá, kết quả sẽ tiếp tục được lưu và gửi tới cấp trên. Khi đánh giá hoàn tất, hệ thống hiển thị đầy đủ kết quả tự đánh giá. Lưu ý, thực hiện lưu và chưa gửi đi hoặc lưu và gửi đi đều có thể sửa lại bản đánh giá và gửi đi. Trường hợp đã lưu và gửi đi, khi sửa đánh giá chỉ có thể lưu và gửi đi. 6. Đánh giá đồng nghiệp. Tổ trưởng ghi lại kết quả đánh giá của tổ chuyên môn đối với giáo viên. 1. Thực hiện tải tệp mẫu BM3 trong phụ lục 02 công văn 4530 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chi tiết công văn có thể tham khảo tại mục tổng quan. 2. Chọn tệp từ máy tính tải lên hệ thống. 3. Thực hiện lưu sau khi tải tệp. 4. Thực hiện tìm kiếm giáo viên trong tổ. 5. Hiển thị danh sách giáo viên trong tổ. 6. Thực hiện ghi lại kết quả đánh giá của tổ chuyên môn đối với giáo viên. 7. Thực hiện cảnh báo đến giáo viên đã chọn. 8. Thực hiện xuất Excel BM3-PL2. Lưu ý, tổ trưởng thực hiện ghi lại kết quả đánh giá của tổ chuyên môn đối với giáo viên trên hệ thống phải khớp với tệp tải lên từ máy tính. Sau khi tải tệp kết quả ghi lại đánh giá của tổ chuyên môn đối với giáo viên hệ thống ghi nhận và hiển thị tên tệp. 7. Gửi cảnh báo. Thông báo, cảnh báo sẽ được gửi đến email của các giáo viên được chọn. Trong email bao gồm tiêu đề là tiêu đề của thông báo, nội dung mail chính là nội dung của thông báo. Tổ trưởng gửi cảnh báo đến giáo viên trong tổ. 1. Tích chọn giáo viên cần gửi cảnh báo. 2. Nhập thông tin cảnh báo cần gửi. Hệ thống cho phép chọn tất cả các giáo viên để gửi cảnh báo đến tất cả các giáo viên. Thông tin chứa tiêu đề thông báo, nội dung thông báo. Chọn gửi để hoàn tất việc gửi cảnh báo. 8. Đánh giá của thủ trưởng. Khi tổ trưởng đã thực hiện tự đánh giá và gửi lên cấp trên, hiệu trưởng sẽ đánh giá và gửi lại. Sau khi hiệu trưởng hoàn tất việc đánh giá, kết quả đánh giá hiển thị chi tiết tại mục đánh giá của thủ trưởng.